Sau khi quần ở trong bè và tới ra tới xong cả nhà ơi. Kiếm cái ốc tiếp cả nhà. Dầm từ lúc nước lớn giờ nước cũng rồng luôn rồi. Ôi, cá lâu bự em ơi. Ôi, ôi làm hết hồn luôn. Cá lâu thấy khủng hoảng thiệt. Ôi, tự nhiên đâu chạy cái đùng hết hồn. Cá lâu đi sát đáy luôn ta. Ở đâu nó không đi. Nó hiểu quá. Để dính nguyên bầy dưới đi. Ủa dính cá lâu cái ham thiệt luôn chưa? Ừ. Ghê không? Mập lúc luôn. Giáo bọn rửa rửa rớt. Em đạp anh luôn. Em đạp đem anh đi theo cá luôn. Ôi nó bự. Con cá này còn 200 gram quá, 200-300 gram quá anh. Ha. Nó mạnh. Làm vài con vậy không có lý ha. Chỉnh không à, không có cái ốc rồi. Quá trời lá cây luôn. Đâu rồi được con cá nâu đi lạc. Thả đời luôn được con cả nhà ơi. Bữa nay làm hơi thủng đáy chút đi. Hôm qua thả ngoài sông dính con cá nâu còn cá 300 gram. Bự cho bá. Thì cá 300 á. Ơi anh em nghe có cá giật. Nó nè, cắm. Ôi, con cá chim. Quá. Cá chim nữa. Để vô thau đi. Đi thôi, thả mẹ đi để nó chết hả? Cá chim nè. Thôi cá chim nè. Thả vô lòng thấy luôn đi. Bự hơn cá chim nó bự. Bự hơn cá cưng. Ở
lấy đi, gỡ ra. Con gỡ dưới đi, thấy nó gỡ cá. Rồi. Những cá này bắt không? Thả vô lòng đi. Nhỏ không? Cá gì một chút. Vậy là cũng vậy chứ câu cũng vui lắm anh. Rồi đi xuống đầu dưới. Cứ xả dây ra đi, xả dây ra đi để nó căng lên là nó dướng đáy. Ôi. Trời dính quá trời luôn. Ừ. Dính lại. Trời ơi, cá bự quá. Nó bự rồi. Trời lội kìa anh, nó nhảy kìa anh. Ê, lưới này mà mấy bữa này ra ngoài đánh cá giò dữ luôn anh hả? Ừ. Rối lưới luôn. Nào nghỉ đăng đi đi. Em đi với anh đi hả? Mình anh đi. Lấy chiếc Nono đi kìa. Khó thả. Ừ, Nono mà anh kéo theo chiếc vỏ lãi. Ủa nữa. Không? Vậy là hôm qua mình thả hơi cạn. Trời, ngồi dưới xếp bằng mà đã vậy trời. Hôm qua thả không có được sâu. Bữa nay rút kinh nghiệm rồi. Bỏ nó vô trong thau nè anh ơi. Đó. Này em thấy đây cả nhà. Cá bự không mà cả lưới lớn mà. Còn nữa không? Còn nữa nè. Còn nữa. Em thấy trắng trắng kìa. Con này cũng bậy. Bậy nó đâm nó luôn. Dưới nó kìa. Cá nào cá nấy bự bự không à. Này mà nãy thả từ đầu bè tới cuối bè có chừng dính bọn luôn á. Khó thả. Dưới thì được. Ừ. Anh xỏ tơ lưới cái mai mốt anh muốn thả, anh thả hai đầu kéo về chính giữa biết không? Rồi. Còn dính lưới. Trời ơi, nó giật kìa. Dạ cao lên cái rồi. Ừ, cá nhỏ nó chui qua luôn chứ gì. Bốn con. Còn. Trời ơi, cả nhà coi nó vô nó ói rút nè cả nhà. Nãy anh rải. Nó vô cái nó ói rút ra thấy không?
Nãy lấy nắm anh rải, nó bu rải. Thả thính cho nó lại. Chị. Ủa. Thấy con không ạ? Mốt anh làm nữa. Xả đi, xả đi. Nãy chưa cha thả đại nhiều nhiều lưới. Thả ít quá. Ok. Còn nữa kìa. Thôi dân. Con cá nâu bù ngữ ha. Rồi, thả luôn hả? Ủa. Anh chùm nó lại luôn, lấy nó ra được. Giải ra. Có khúc mà dính vậy là ngon rồi. Đây này mà là mai tháo đáy á, anh hai cạnh chỗ nào có ruốc á. Mai sẫm sẫm hai dục. Thả sâu chút nữa. Nãy cha không dám thả. Thả chứ. Bỏ vô kia luôn. Ủa. Con cá nâu. Con qua đâu ta? Bữa trước hả? Ừ. Phượng nấu canh. Canh hả? Nó bữa nấu canh chua ăn đó. Ừ. Cái rộng này hồi sáng hai vợ chồng sáng mình đi câu quá thì cổ cũng nha. Được 5-6 kg á. Đây cũng ký mấy nữa cả nhà. Rồi anh lội. Không hết luôn á. Thấy không? Mạnh ghê luôn. Cá gì cũng vậy, mình bán cá sống nó mới có giá thôi. Phải rộng. Rộng chung luôn ha. Ừ. Ngày cũng cả 2 kg. Nói vậy á. Ký máy 2 kg. Khên luôn. Đặt. Đây đem về chợ bán được rồi. Đặt cá luôn cả nhà. Cái mê. Mấy con út vàng mập mập nó mới đạt. Mình câu không có cá ngát mà dính cái út không cũng thấy mê sợ luôn. Lẹo lưới có dính liền lưỡi luôn. Ừ. Lúc này có mồi hà su rồi mình nghĩa mình cũng xiên đi câu lắm. Mồi mất mắt quá ai còn nổi. Giờ nghĩ ngồi nghĩ sợ mấy cái lưới qua thả ngoài sông đó. Nghĩ xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.